Đấy, nó có một tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ, hỏi cô Mười. Dạ. À, nói cô hôm bữa có phải cô dắt một người phụ nữ đi thuê phòng trọ gì không á, Dạ thì dạ. thôi có cô quen biết với cô Mười hay không? Dạ dạ. Dạ. À. Rồi em cảm ơn anh nhé. Dạ em cảm ơn anh nhiều ha. Cảm ơn Dạ. anh. Chú ở trên đường 47 giờ. Là chạy ngược lại hả? Vậy chứ trong đây là không có cô Mười, là cô Mười là bán quá hả? Trên đường đi rồi. À bên đây là đường cùng rồi ha. Dạ dạ. Là chị là chủ hả? Chủ tạp hóa này hả? Tạp hóa Nhân Tâm hả? Nhân Tâm hả? Tại vì mình có phải tên Mười không? Không. Không phải. Chị này à nãy cái chú kia nói đường mà đường số mấy ta? Đường gì 41 gì quên rồi. 41 rồi xuống dưới kia. Bây giờ anh em cũng lại đầy đủ rồi, quý ông bà anh chị thì người dân cũng đã nói là vậy có một người phụ nữ thuê nhà ở đây thì em cũng đã đến để mà xem như thế nào. Giờ anh em tập trung cũng khá là đông đầy đủ ở đây ha. Thì giờ anh em đi nè em ơi, đi vô nha. Cái cô của U20 vô nha cô. Bà nghe nói bà thuê nhà trọ này nè, đi. Đó, người dân người ta nói là thuê nhà trọ trong đây đúng quý bà anh chị, và hôm nay là anh em sẽ nói chung là hiện tại không biết ở trong nhà trọ hay không. Bây giờ là anh em đến đây để mà tìm hiểu. Thì có như là một người anh cũng nói là tối thuê nhà trọ, nhưng mà bây giờ vô mà nhà trọ đó thì người ta không có cho. Đó, em đã xin rồi ha, nhưng mà nhà trọ người ta không có cho quý bà anh chị. Bây giờ anh em hãy thấy như thế nào đây. Nghe nói trong nhà trọ em. Nghe nói trong nhà trọ hả? Anh đang ngồi kìa, thấy không? À, nhưng mà bây giờ đó là anh em xin vô để mà không được, bây giờ anh em hãy cứ đứng ngoài canh nha anh chị. Anh xin rồi người ta không cho. Anh em tập trung để coi như là vô nhà bà cô. Bây giờ anh em kêu mấy anh em còn lại là ở bên kia đi, đừng có lại đây. Bây giờ là anh em mình kính đây hỏi như thế nào đã. Nhưng mà nãy anh xin chủ nhà trọ người ta không cho vô. Nó bí mật của người ta, thấy không? Bây giờ chỉ ba anh em mình vô thôi. Chứ thật sự ra là bà không đi Hà Nội hà gì hết trơn á. Không có đi Hà Nội đâu, em nghĩ không có đi Hà Nội. Ừ. Đi vô. Bà này mình độc quyền này luôn. Nhưng mà hồi nãy mình vô mình xin người ta không cho mà. Đi vô luôn luôn hả? Đi vô. Đứng ngoài vô thôi phải không? Chứ bây giờ thật sự ra là anh em cũng muốn đến để tìm lấy lại công bằng cho Vũ U20 thôi anh chị. Bây giờ cho bé mắt trắng hết rồi, một cái căn nhà. Đó. Để em quay màn hình của chị. Kìa ổng chỉ kìa. Anh nói gì kìa? Hồi nãy có anh này nè, thì ảnh biết nè, thì ảnh mới vào trong để hỏi nha. Thì anh em nhà trọ thì không dám vô. Vô đi anh em. Đi vô. Không biết là chủ nhà trọ có cho hay không nữa. Nghĩ là cái căn nhà này là ông nội để lại cho cha mẹ có giấy thừa kế lại cho người con, mà không ngờ là người con như thế nào, người cô ruột như vậy luôn, làm như vậy luôn, phải không anh? Có một phòng mới cho thuê là hai đứa nhỏ chứ không có một người nào lớn tuổi hết. Còn cái người lớn tuổi cái 3 ngày vô đi hỏi phòng trọ phụ nữ á, dạ. Là em lát em chạy đường này ra em nhìn một cái trái ha, dạ. Có cái quán tạp hóa nhỏ cô Mười, dạ. Cô Mười nha, dạ. Là cô Mười dắt vô đây để hỏi thuê phòng trọ, dạ. Tại cô Mười mà nó cũng có cho thuê phòng trọ luôn, nhiều khi hết phòng á cô vô đây giới thiệu, nhưng mà trong này là hết phòng, dạ. nên bà đó họ bảo không có thuê trong này, khu trong này là anh bảo đảm 3 dĩa phòng trọ này là nắm hết rồi, dạ. Cách đây 3 bữa hả? Là nắm hết là cách đây ba bốn ngày đó, 3-4 ngày. Có một, dạ, người phụ nữ lớn tuổi là người đàn ông chở vô đây, dạ. Hỏi thăm thuê phòng trọ. Dạ, em cứ chạy ra ngoài này nè, chạy thẳng ra cái xe qua cái xe. Qua xe luôn, nhìn bên tay trái nó có một tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ, hỏi cô Mười, dạ. Nói cô hôm bữa có phải cô dắt một người phụ nữ đi thuê phòng trọ gì không á, dạ, dạ. Thôi có cô quen biết với cô Mười hay không? Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. Dạ em cảm ơn anh nhiều ha. Dạ. Còn nguyên đây là 4 giây phòng trọ này anh hỏi rồi. Dạ. Đó bây giờ là mấy anh em sẽ đi đi dọc anh em đi ra kêu. Đi kêu anh em tập trung lại luôn đi. Kêu anh em tập trung lại. Kêu tiếp việc đi. Tại vì thật sự là đây là một cái nhà trọ của người ta, anh em mình cố gắng bả ra đường á, anh em mình chụp vô thôi, chứ thật sự ra mà cái nhà trọ người ta cũng mình không có quyền đến vô nữa, cho nên ông đó đưa cung cấp thông tin cho anh em mình đó.
đây đây lấy xe máy đây lấy xe máy đây mọi người đây 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 kêu anh em đây đi. Bây giờ một số anh em đi cùng với chọc nha quý anh chị, còn những anh em là đang đậu ngoài kia thì đây nè quý anh chị, em để ghi anh em còn lại còn 7-8 người ở bên kia thì là nghe người dân người ta báo thông tin là nằm ở trong nhà trọ này, thì anh em cố gắng làm sao túm cái người cô này để mà mong rằng lấy lại cái sự công bằng cho cô bé Vũ U20 bị chính người cô ruột của mình đã đẩy ra một cái gọi là cái gầm cầu, một cái ngoài đường sống như vậy. Đi, 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 lên xe anh em ơi, lên xe nhanh nhanh đi, thấy rồi, phát hiện rồi, lên xe ở chỗ quán xe đâu vậy? Đây là tên là cô gì? Cô Mười dẫn vô đúng không? Cô Mười gắn thật quá. Phải bạn thấy bên này nào? Phải phải trước kia kìa. Kiếm hỏi cô này coi. Cô ơi, cho hỏi thăm cô biết cô Mười không cô? Cô Mười nào? Cô Mười bán tập quá. Bán tập quá. Cô biết cô Mười chỉ con đi. Cô Mười bán tập quá, cô đâu biết. Cái hỏi thăm tại vì ăn chỉ ở đây ta. Cô Mười bán tập quá không? Cô không gà, không gà. Khúc trong đây có tiệm tập quá không cô? Không, đây đâu có tiệm tập quá nào. Đâu mình chạy đó tập ra lậu đó thôi. Không, khúc rồi đó, không có ai tập quá. Lại xíu đi, lại xíu đi. Cảm ơn cô nha. Dạ dạ. Trên khu vực Sài Gòn này á, là hỏi khó lắm tại vì người ta không có tiếp xúc với nhau. Đúng rồi. Ở đây có khu nhà trọ vậy. Quá ở đâu đây? Bây giờ đâu rồi? Trời ơi, bãi sống khép kín luôn ta. Hả? Có nào bãi bãi sợ quá, bãi trốn vô lùm rồi không trời. Bỏ quan luôn không? Bây giờ là cũng mạng đưa tập lum hết trơn rồi, bây giờ là cũng như là giờ kìm hồng hoàng thành ảnh đó nè, đây có tập quá nè, để hỏi mấy anh này coi. Ta đây. Giờ phải người ta đang nhậu nhẹt mình hỏi cái gì lắm rồi. Kiếm bả giờ bả chỉ là kiếm hỏi chú này coi, hỏi chú đó coi biết không? Đây nè chú này nè, để em ra lại em hỏi chú này cái nào vậy? Dạ con chào chú. Dạ chú ơi, cho con hỏi chú ở đây biết cô Mười bán tập quá không chú? Là vậy ở gần đây có dãy nhà trọ nào không chú? Có, chú ở trên đường 47 rồi. Là chạy ngược lại hả? Chạy ngược lại chú. Con chạy về. Chạy ngược lại. Vậy chứ trong đây là không có cô mười là bán tập quá hả? Trên đường đi rồi. À bên đây là đường cùng rồi ha. Dạ dạ. Hay là đi lộng đường không? Sao cái ông trưởng thôn chỉ mình đây ta? Ở đây đâu có cô nào cô mười bên kia cả đường 47 á. À vậy là bên kia đúng không chú? Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn chú. Dạ tại vì con tìm cái bà này, bà ví dụ mà bán nhà mà con ruột cháu ruột bảo đó. Bây giờ người dân ta chỉ ở đây là con lại đây con tìm nè. Thì đó đi lên đỉnh có bà Mười đó. Dạ, bà Mười đó ha. Ừ, gì? Chắc đi vòng anh kia đi. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú. Thấy con nhà người ta mồ côi xong rồi đi lấy nhà luôn. Đấy. Đâu đường 47 á. Dạ dạ dạ. Dạ dạ, còn cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú. Dạ. Rồi mấy anh em sẽ đi vòng anh kia cả nhà. Cái chừng làm xong. Dạ ở đây rồi. Trước em bả thuê nhà ở đây đúng không? À. Có gì bả qua sông luôn. Đúng rồi đó. Ừ. Tại vì sông này là qua một cái địa phương khác. Thì nói chung là anh em của mình là chia ra tới 4 nhóm nha quý bà anh chị, đổ nhau để mà đi tìm nha. Chứ giờ nhà trọ thì không thể nào giờ, nếu mà biết xác minh được bả vô đó thì mình vào cơ quan lại thôi vào ha. Yeah. Chứ mình cũng không dám ập vô đâu, tại vì mình nếu mình ập vô là mình sai phạm. Thể nào được vô. Cũng mong quý mẫu anh chị xem những cái đường video của anh em thì hãy chia sẻ nhiều thông tin lên, chia sẻ rộng rãi những cái trang trên mạng đó để mà mong rằng là tìm được quà này sớm nhất ha, để trả lại sự công bằng cho bé Vũ, tội nghiệp bé Vũ. Hỏi anh này biết không? À, đâu. Chạy thẳng luôn, Như người dân ta chỉ thẳng luôn á, chạy thẳng lên trên kia. Không, bả không dám đâu, bả bị vô nhà hội nhà trọ. Bây giờ nhà trọ anh em mà biết mà chắc cú bả trong chổng mà đừng có vô nha, mình vô là mình nhìn sai đó. Đường nào ta? Đường nào?
đường nào vào đường này hả? Chạy đường này qua được không ta? Đường này chạy qua được không? Đi không? Thẳng luôn. Không, đi đường này nè, đường này nè. Ok. Đường này nè. Đây đường. Qua đúng rồi. Đường này nè. Ở đây còn khách kính quá. Cái như cái bùng binh nó chạy cả vòng cái này. À, toàn đường gì T L gì không à? Nhà cửa đóng khăn gài này, hỏi vậy là ngay. Hỏi chị biết không? Nhà cô Mười, biết nhà cô Mười bán tạp hóa không chị? Ở đây có tiệm tạp hóa không chị? Ở dưới hả? À, dưới. Tạp hóa dưới đây phải không? Dạ. Rồi, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Đó, người dân ở đây ta rất là nhiệt tình đó cả nhà. Nhưng mà mình khai thông tin nó khó, không biết sao khó không? Tại người ta kính lắm. Tại vì Sài Gòn sống cũng khép kính lắm. Chứ họ không có chia sẻ nhiều đâu. Đó, ở đây thì mấy anh em đồng hành rất là đông nha cả nhà. Còn mấy xe nữa là chia chạy qua cái đường bên kia. Quá này quá hả? Phải tập quá này không? Không biết hả? Nếu tập quá đó sao không? Mà tập quá kìa bà, bả sao kìa? Tập quá sao? Bả sao á? Ở đây chị nè. Chị, cho em hỏi là tập quá của 10 là ở đây phải không chị? Không. Ở đâu ta? Ủa sao người ta chỉ ở đây nó tập quá của 10? Cái bà con em mà. Là chị là chủ hả? Chủ tập quá này hả? Tập quá Ngân Tâm à. Ngân Tâm hả? Ủa chị ơi. Tại vì có phải tên 10 không? Không. Không phải, chị này nãy cái chú kia nói đường mà đường số mấy ta? Đường gì 41 gì quên à. 41 mà xuống dưới kia. Đây 47. Ủa sao? Ừ, hồi nãy 47 hay 41? 41. 41 phải đúng, đường này 47 mà. Đây. Tại vì em đang nghe nói thông tin là cái hồi tối có một cái cô đó là dẫn cái chị mà ví dụ mà bé mà U20 Tinh Vũ đó là dẫn thuê nhà trọ đó. Thì người ta dân báo là anh em hôm nay mới là tìm lại tìm bả nè. Mấy anh giống hiệp sĩ đường phố hả? Đúng rồi. Vậy là ở đây mình sao? Tại vì mình giúp được mấy anh xuống như này nè. Giờ cầu gạch quảng hả? Thì ở đây quẹo trái qua ra hai cây cầu. Vừa xuống dốc cầu gạch quảng chút xíu để bên tay trái là có cái hẻm TL41 mấy anh chạy vô. Chị mấy hôm nay có xem được những cái thông tin anh em tìm không? Cái vụ đó đó. Nhưng mà nghe mấy anh nói giống hiệp sĩ đường phố đó. Ừ. Thì nói chung là mình cũng giúp mấy người yếu thế thì mọi em giúp thôi. Mà sao rồi? Có nghĩa là người cô ruột á làm ông cái căn nhà đó là của ông nội để lại cho cha mẹ của ông bé Vũ U20 này, chàng trai 20. Nhưng mà người cô nó còn nhỏ tuổi quá xong rồi là người cô cứ dẫn thằng bé này đi làm lang thang vậy đó. Rồi xong rồi cuối cùng ra là căn nhà đó bán là nhưng mà căn nhà đó đã ủy quyền cho thằng giống như là cho thằng này bé này rồi cuối cùng là bán căn nhà giờ bẻ để một bé ra ngoài đường luôn à. Đó là như vậy đó. Bây giờ ra bụi lùm mở bây giờ không nhà cửa gì hết trơn. Giờ mấy anh chạy xuống 41 kiếm tên cô Mười hay bốn mấy ta em đi trong đó hoài luôn hàng ngày đó. Hay chị kêu chồng chị đi, chị chồng chị nhà kia biết á tập quá cô Mười chồng chị đâu rồi vậy đó em chỉ hướng mấy anh vô được chứ hay là đường đó được gì vậy? Đây là 41. Ở đây đi qua cầu. Dạ. Dạ em cảm ơn hai chị. Mình chạy ra đó mình kêu mấy anh em mình đi chung luôn. Và em cảm ơn mấy chị nha. Anh em là gọi điện cho những anh em khác để gọi điện ra. Kêu anh em tập trung luôn. Từ từ nha. Từ từ vô để anh em lại. Điện đi anh chồng. Để anh điện cho. Alo. Rồi, nghe thông tin là có bả ở đây rồi. Bây giờ anh em cứ tập trung lại nha. Tập trung lại nó hết luôn đi. Gom lại là ở chỗ vị trí ban đầu á. Tập trung lại hết đi rồi anh em mình vào luôn. Nhưng mà mình gọi mình kêu ra tới đừng vô nhà trọ người ta nha. Ờ. Nghe rõ không? Rồi tập trung lại chỗ cũ đi, nhanh đi. Rồi ok rồi. Ừ. Để anh em tập trung lại cái Tập trung lại. Để về chỗ cũ đi. Ok. Đó kia đang ngồi là có cầu hả? Anh em tập trung lại. Bây giờ mấy anh em đang tập trung ở ngoài cầu lại cả nhà. Ở đây bây giờ là ra qua đỡ cái để mình sẽ là tập trung lại rồi chạy ra ngoài kia luôn. Cho đông luôn cho bà này khỏi chạy luôn cả nhà.
cái đường này đó là dân thường là cũng là hạn chế vô. Dạ. Tại khu này khu dân cư chỉ có anh em mình nhờ được mấy anh bảo vệ này nọ đó, không có công tác vô này. Để anh em lại, anh em chạy lại hết rồi nha. Anh em lại hết rồi. Kết thúc cái video này. Rồi, mình kết thúc video mình vô tóm lọn luôn vào anh. Rồi. Hẹn quý bà chị những clip tiếp theo ha. Quý bà chia sẻ giùm anh em nha.